Gấu trúc Bắc Mỹ là một loài động vật có vú có nguồn gốc từ Bắc Mỹ. Nó có thể dễ dàng nhận ra bởi mặt nạ đen đặc biệt và đuôi vòng. Chúng là loài ăn tạp và ăn theo cơ hội, có nghĩa là chúng sẽ ăn hầu hết mọi thứ chúng có thể tìm thấy, bao gồm trái cây, quả hạch, côn trùng, động vật có vú nhỏ và thậm chí cả rác. Gấu trúc Bắc Mỹ cũng được biết đến với khả năng thích ứng và trí thông minh của chúng, và chúng được biết đến là thông minh hơn con người trong một số tình huống. Chúng là động vật sống về đêm và hoạt động tích cực nhất vào ban đêm. Chúng cũng là loài leo trèo giỏi và có thể trèo cây và các bề mặt thẳng đứng khác một cách dễ dàng. Ở một số khu vực, gấu trúc Bắc Mỹ được coi là một loài gây hại vì thói quen của chúng là đột kích thùng rác và các nguồn thức ăn khác. Tuy nhiên, chúng cũng được đánh giá cao nhờ vai trò kiểm soát một số quần thể dịch hại nhất định và vì bộ lông của chúng được sử dụng trong quần áo và các sản phẩm khác.